Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Diệu cũng có về một lô đồ gốm nha, với một bộ bàn tròn ăn nha cô chú chị mình ha. Với tủ cuốn thư nha. Đã để giao lưu với cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Đó, đây là mã số 1 nha, mã số 1T đầu tiên. Đó. Đây. Đường kính dĩa là 2 tấc 4. Dĩa này thì nó gồm có 5 cái nha cô chú chị mình ha. Đó. Qua văn họa tiết là rất là đẹp luôn. Đây, trên đây là có để những cái mộc của mà sản xuất cho chúng chị mình ha. Diễn này chắc diễn của châu Âu xưa nha. Đó, đây là 5 cái. 2, 4, 5 cái. 5 cái này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Có giá là 600 ngàn. 600 ngàn em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình nha. 600 ngàn. 600 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Mã số 2. Đó, 5 cái tô nhỏ và một cái tô lớn, 5 cái tô nhỏ là đường kính 1 tấc 7. 5 cái tô lớn là đường kính 2 tấc rưỡi. Đây cô chú chị mình xem mềm em nha, một cái tô lớn là đường kính 2 tấc rưỡi nha. Đó, rất là đẹp. Đây, tô này là liền lạc lành lặn luôn. Tổng cộng là 6 cái, 2 4 5 cái, với cái bự nữa là 6 cái. 6 cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Một cái tô tiết yêu rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, tô son dễ dàng. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Đó, này là Nhật xưa, mã số 3T. Đường kính là 2 tấc 2. Chiều cao của nó luôn là 7 phân nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp, tô thì liền lạc là lặn bao nguyên si cho quý anh chị mình luôn. Đó, cái này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 500 ngàn. Đó, 500 ngàn em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn ha. Một chục cái chén nha, 2, 4, 5 2, 4, 9 cái nha quý anh chị mình ha. Này 9 cái thôi, đường kính là 1 tấc 1, chiều cao là 6 phân. Đó, hàng này nguyên si là lặn luôn nha. Cái này là bằng gốm sứ cho quý anh chị mình ha. Đó, chén này bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Mã số 4. Đó, 9 cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 700 ngàn bao ship toàn quốc nha. Mã số 5. Đây, 5 cái chén nước mắm nhỏ nha. Đó, cũng là hàng Nhật xưa. 2, 4, 5. Với 5 cái chén nó hơi lớn nha, 5 cái dĩa hơi lớn, 5 cái dĩa hơi nhỏ nha. Đó, dĩa nhỏ là 1 tấc, bề ngang là 6 phân. Dĩa lớn là bề ngang 1 tấc 2, chiều dài của nó luôn là 1 tấc 7. Đây, nguyên si là lặn một chục cái này thì em giao lưu là 700 ngàn. Bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn nha. Một bộ tách trà Nhật xưa. Đường kính của nó luôn là 3 tấc 2. Đó, tính luôn cái dĩa nha. Màu trắng rất là đẹp luôn. Đây, ly này bề ngang là 7 phân, chiều cao là 6 phân. Ly là nguyên si là lặn luôn. Đó, bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Bộ này em giao lưu là 1 triệu bao ship toàn quốc nha, 1 triệu. Đây tới bộ mã số 7T. Đó, bình trà này đâu là 1 lít luôn nha, cũng là hàng Nhật xưa luôn. 3 tấc đường cái dĩa nha. Đó, cái dĩa là chiều ngang là 3 tấc. Đây, còn ly này là 8 phân, chiều cao. Bề ngang là 9 phân, 4 cái ly. Và 4 cái dĩa, 4 cái ly, 5 cái dĩa nha. Đó, 4 cái ly, 5 cái dĩa, 5 cái ly chứ quên em xin lỗi. 2, 4, 5 cái ly, 5 cái dĩa, 1 cái bình và 1 cái dĩa lớn. Bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đây, tới em có được 5 cái ly. Đó, chiều cao là 7 phân, đường kính miệng là 8 phân, mã số 8. Đây, ly dĩa tay. Đó, màu xanh coban rất là đẹp. Cô chú chị mình gờ như vậy là biết dễ tay hay là hàng sơn liền nha. Đó, rất là đẹp luôn, pha lê. Đó, đây 5 cái ly này em giao lưu là 400 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, tới 5 cái ly uống rượu mã số 9. Đó, bông đào rất là đẹp luôn. Chiều cao là 1 tấc, đường kính miệng là 6 phân. Ly bông đào rất là đẹp. Đó, 5 cái này em giao lưu là 400 ngàn luôn, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình ha. Đó,
một cái tô bong bóng nha. Đây tô khía bong bóng rất là đẹp, đường kính 2 tấc 4, chiều cao là 8 thân, mã số 10, đồ nguyên si là lặn luôn nha, bao đẹp chú cô chú chị mình luôn đó. Tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình đó, cũng có giá là 600.000 bao ship toàn quốc nha. Hai cái tô cũng là pha lê luôn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Ở dưới đây là nó đã đóng là 2017. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó. Cái này là không phải là đóng, nhưng mà cái này là nó in trên này luôn nha. Đó, mình gờ rất là cộm. Đó, đồ pha lê rất là đẹp luôn nha. 2017, mã số 11. Đường kính là 2 tấc. Đó. Cao là 9 phân. Hai cái tô này em giao lưu là 600.000 bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số 12, đường kính là 1 tấc rưỡi, 5 cái nhỏ, 1 cái lớn là 2 tấc 3. Đây 5 cái nhỏ em gỡ cho quý khách mình xem ha. Xung quanh là bông đào rất là đẹp luôn, bông đào trắng nha. 2 4 5 cái. Đây cái lớn này 1 cái nữa là 6 cái. 6 cái này thì có giá là 700.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mã số 13, một chục cái dĩa con gà Nam Bộ xưa, đường kính 2 tấc. Đây, hàng này còn khá là đẹp nha quý vị mình ha. Nói chung là một chục cái này mẻ thì không có nha. Đây, một chục cái này giá là 500.000 bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn. Một cặp tôm nha. Đó, chiều dài 2 tấc 8, bề ngang của nó luôn là 1 tấc 7. Đó. Đây, gốm Nam Bộ. Đây, hàng này là hàng Biên Hòa xưa. Cặp này thì có giá 500.000 bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn. Mã số 15. Đây, cao là 1 tấc rưỡi, dài là 1 tấc 6. Cặp này cũng 500.000 luôn, cũng là hàng lái thiêu. Đó, men lên gạn rất là đẹp. Đây em còn lại những cây đèn Pháp cho quý vị mình ha. Đó. Đây, cây này chất liệu bằng đồng. Đánh bóng một cái nó sáng hới rất là đẹp. Em bao hàng cho chúng chị mình luôn, chuẩn đồ xưa. Ống khói này là có logo của nó luôn nha. Cao là 58. Đó, mã số 16T. Cây này thì có giá là 2.1 triệu, bao ship toàn quốc, bao xài luôn. Cây này mã số 17, cũng đánh bóng là đẹp luôn nha. Đây, chân này thì nó có hơi chấm chì nhẹ nè. Đó, em mua sao bán vậy nha. Đó, đây là nắp nút dặn dầu phía bên này. Đó, cây này là 1.900.000 bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn nha. Đó, tới cây mã số 18. Cây này rất là đẹp cho quý vị mình ha. Cao cũng là 5 tấc 3. Đó, hơn 1 lít dầu. Đó, đèn ống khói đầy đủ hết trơn nha quý vị mình ha. Nguyên si là lặn luôn. Đó, không có bị tì vết gì hết. Cái này là tại vì cái nước si trắng của nó vẫn còn nè. Còn dính ở phía bên đây chút xíu. Đó, cũng không có gì nha, cái này nó hơi chày tí xíu. Đó, nói chung là khúc dưới này thì nó hơi chày nhẹ nhẹ tí xíu vậy nè. Đó, đây cây này thì em giao lưu là 2 triệu bao ship toàn quốc, bao đánh bóng luôn. Mã số 19. Đây, cây này thì tim vẫn dặn lên dặn xuống bình thường. Nói chung là cây nào cũng vẫn xài bình thường hết, đều xài tốt. Chân Nga Timon màu xanh nha. Cao là 4 tấc 8, đường kính bầu là 1 tấc 4. Chân Nga Timon, mã số 19. Đó, bầu pha lê xanh rất là đẹp, ống khói bút mực. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.700.000 bao ship toàn quốc nha. 2.700.000 bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mã số 20. 20T. Đó, một cái đèn mang sông. Chất liệu là bằng đồng. Nước si này vẫn còn 500cb. Đó. Đây, cây này là hiệu ách cơ China, tức là của tàu xưa. Đó, nó qua đây cũng khoảng 30-40 năm rồi nha cô chú chị mình ha. Hàng này thì em bao xài cho cô chú chị mình luôn. Nói chung là vẫn lên lửa bình thường. Đó, nếu mà cô chú chị mình có nhu cầu. Đó, đồ thì đầy đủ linh kiện hết. Cây này thì em giao lưu là 1.4 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó, tất cả đều là bầu thao hết nha cô chú chị mình ha. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em, 21 luôn, cũng là bầu thao luôn. Đó, cũng là 1.4 triệu luôn. Đó, bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn ha, vẫn lên lửa bình thường. Đây, đó, một bộ phù điêu tượng. Tượng là Atimon, phù điêu là phù điêu đá đen. Mã số 22T, 2 nồi.
Đây, máy là mình gỡ cái chuông chén này ra là đóng sệt manin đàng hoàng nha cô chú chị mình ha. Phía sau này tấm kính nó đã bị bể, em sẽ thay lại cho cô chú chị mình luôn. Chiều cao 49, bề ngang 3 tấc 1, chiều sâu vô là 1 tấc 6. Hai cái chân nến hai bên cũng là đều bằng đá luôn. Đó, cái này là hai nồi. Mã số 22T, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. 11.500.000 bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn nha. Đây, còn một cái quai bò duy nhất 23T. Đó. Cao là 2 tấc 1, bề ngang của nó luôn là 39, gỗ là gỗ nu sòi của nước ngoài nha. Gỗ sòi của nước ngoài. 3 gông 3 búa. Đây, cô chú chị mình xem giùm em ha, hai nồi. Kiến vẫn còn. Đó. Còn một cây duy nhất em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc nha. Bao xài luôn. Đồng hồ này thì em bao xài cho cô chú anh chị mình luôn. Một cây 8 gông 8 búa, còn một cây duy nhất nha. Đó. Đây, cái này nó có cái cục trên đó nha, giống như cục này nè, nhưng mà em gỡ ra rồi tại vì nhiều khi nó gời nha. Mình gắn lại vô được. Cao là 1 mét, bề ngang của nó luôn là 2 tấc 7. Đó. Bề dưới này của nó luôn là 39. Đó. Đây, 3 quả tạ nha. Đó. Đây, mặt số này là rất là xưa của chúng mình thấy là nhìn là biết số La Mã nha. 8 gông 8 búa bao xài 3 nồi. Đó, cái phù điêu này bằng gỗ sồi của nước ngoài luôn nha. Đó, của chúng mình nhìn là biết rồi. Đó, tuổi đời thêm bao 30-40 năm trở lên. Máy là đóng sệt manin. Này. Hàng này bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn, mã số 24T, 5.900.000. Đó, bao ship toàn quốc, còn có một cây duy nhất, 5.900.000. Bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn, mã số 24T, mã số 25T. Đó, đây, ở đây luôn, đó, một con cọp nha cô chú anh chị mình ha. Còn chỉ có một con duy nhất, quay ngang đi, đó. Đây, quay ngang, đây. Còn có một con duy nhất nha, cái này một cặp mà em đã bán một con rồi, còn một con đưa cái cân đây. Đó. Chiều cao là 60. Tính từ cái đuôi con cọp cho đến cái đầu luôn là 1m25. Quanh bụng con cọp này. Đó, là 56. Cái này là em bao đánh bóng cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, cân nặng nó thử coi. Đây, còn một con một nha cô chú chị mình ha. Đó, cô chú anh chị mình có nhu cầu xài một con thì cứ liên hệ với em. Đây, trọng lượng nặng cái con này thì nó nói chung là tầm từ giá là khoảng cỡ 25kg cho lên, không dưới nha. Đó, nó tới 26kg lần, nhưng mà em bao cho chúng chị mình là 25kg. Bao phí ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn, có giá là 15 triệu bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình ha. Còn có một con duy nhất, 15 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn. Mã số 25. Mã số 26, một bộ bàn ăn. Đó, gồm có là 6 cái ghế. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Người ta xài cũng đã được 20-30 năm của chú anh chị mình thấy nè, cái dân cây nó cũ rồi. Nhưng mà nó vẫn còn là tốt nha. Đó. Cái này thì em có thể đánh bạc ni lại cho cô chú anh chị mình cho đẹp nha. Đó, đánh mặt ni cho cô chú anh chị mình luôn. Cái bàn này là dài là 1m25. Đó, bàn dài 1m25. Cao là 80. Đó, cái đường diềm này của nó không á, là cũng khoảng từ giá là 2 tấc nha cô chú anh chị mình ha. Mặt bàn gời, chân gời nha. Chân thì nó gồm có lên luôn á, là 2, 4, 6 cái chân lục giác nha. Đó, mặt bàn này hình á, thì cũng là lục giác luôn. Đó, mặt đá là ghim, rất là đẹp. Em có thể vệ sinh và quýnh mặt ni lại cho cô chú anh chị mình cho thấy dân cây gỗ lên rất là đẹp. Đó, thứ hai nữa là nhìn nó rất là mới lại nha. Đây, cái bàn này tuổi đời tầm khoảng 20-30 năm trở lên rồi. Đó, nói chung là đã qua sử dụng 20-30 năm rồi. Đó, cô chú anh chị mình thấy á, đây keo với ốc đây. Đó, cô chú anh chị mình thấy nè, cái lớp keo người ta xài bây giờ em cạo ra được luôn nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Đây, đó, lú cái màu ốc rất là đẹp. Ốc nè, rất là đỏ nha. Đây, đó, lớp keo của người ta xài rồi nè. Đây, em cạo ra nè. Đó, em sẽ vệ sinh lại cho cô chú chị mình hết. Đó, tại vì em mua sao bán gì, mới mua về là để nguyên gì để giao lưu với cô chú chị mình luôn.
6 cái ghế và 1 cái bàn. Em giao lưu bộ này với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 92 triệu. 92 triệu em bao phí ship là 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó. 92 triệu bao phí ship 1.000 cây số. Đó, còn nếu cô chú anh chị mình ở gần thì chúng tôi sẽ bớt tiền ship lại cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây. Mã số 27T. Đó. Một cái tủ vừa là tủ thờ mà vừa là tủ để đồ cũng vẫn được luôn. Đó. Chiều cao là 1m3. Chiều cao em đo tới nóc luôn là 1m3 nha. Bề ngang là phủ bì của nó luôn là 1m18. Đó, 1m18 nha. Đây, chiều sâu vô là của nó luôn là 3 tấc 8. Đó. Cô chú anh chị mình lưu ý nhìn ốc giùm em. Đó, con ốc xưa nhìn là nó không có gân, gân rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây liên lạc luôn, này có 2 tấm kiến mà nó bị bể rồi. Đó, cô chú anh chị mình có nhu cầu thì chúng tôi sẽ gắn kiến lại cho cô chú anh chị mình ha. Đây, kiến này phải gắn phía trong. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Rất là đẹp, chưa vệ sinh chùi rửa lại cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, chưa vệ sinh chùi rửa cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, tủ này nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Mình vẫn để đồ mình xài nè. Đó, mình có thể là giả tỷ như cái không gian mình nhỏ thì mình vẫn để đồ lại để mình trưng, cái trang trí rất là đẹp. Đó, ốc này là bao đám ốc xưa, không mất con ốc nào hết. Tủ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước, có giá là 19.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 19.500.000 bao phí ship luôn. Mã số 27T. Mã số 28T cũng là một cái tủ cuốn thư. Em đo bề ngang nha, bề ngang lớn nhất đo phủ bì cuốn thư luôn là 1m3. Đó. Chiều cao tới cuốn thư luôn là 9 tấc. Đây. Chiều sâu vô của nó luôn á là 46. Đó. Ốc cũng cận rất là đẹp luôn, chất liệu gỗ hai cái tủ này đều là bằng gỗ hết nha cô chú anh chị mình ha. Phía trong đây, cô chú anh chị mình có thể mở ra mở vô bình thường. Đây nó có hai cái nút em quên dặn vô nha. Đó, bật hai cái nút đồng của nó vô lại cho cô chú anh chị mình. Rất là đẹp, cũng là liền lạc lành lặn luôn. Đó, mình vừa làm một cái tủ mình để tivi cũng vẫn được luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cái tủ tivi rất là đẹp, nếu mà cái không gian mình nó hơi nhỏ trong phòng. Đó, mình để cái tivi, tủ tivi lên, nhìn rất là sang, rất là đẹp nha. Nói chung là nguyên si, lành lặn, không có bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đây, tủ này thì em cũng giao lưu là 19 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Đó, Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Chịu rất là nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.